Em thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ á, thì ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Con em đây học lớp 3, đang chuẩn hiện tại là đang thi lên lớp 4. Ủa vậy là nó ở với em hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em vợ chồng nuôi con. Trai hay gái? Dạ con trai ạ. Bạn gái có ngại ngùng khi bạn trai đã có gia đình rồi chưa? Dạ không ạ. Tại vì quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Rồi vậy tốt rồi. Em nghĩ cái người bạn của em tiếp theo đây thì sẽ phải như thế nào? Em cần một người đàn ông là thật thà, tôn trọng nhau rồi. Ừ. Anh Linh muốn chào hỏi gì gái. Kìa? Chào anh. Ừ. Đàn trai đẹp trai cũng có trải qua lần đò rồi, nhưng mà ảnh cũng sâu sắc lắm. Nãy giờ nói chuyện em biết rồi đó. Em không thích gì người đàn ông? Em không thích cái tính không sạch sẽ. Anh này sạch sẽ lắm, lúc nào cũng mặc quần trắng áo trắng, không quần đen chứ quên. Rất là sinh viên. Em có giấy tờ ly dị chưa? À, dạ có, em có chuẩn bị đi. Đưa anh coi coi. Chị Hồng Vân ơi, gửi giúp giùm em. Đây có mộc đỏ đàng hoàng nha. Giấy tình trạng xác nhận tình trạng ly hôn. Phiếu lý lịch, trời đất ơi, xác minh không có tiền án tiền sự luôn. Mộng kỹ ghê luôn á. Thực ra khi mà giấy thứ ba là không có thiếu nợ luôn nè. Người ta đã lên chương trình thì người ta phải tin ta tưởng phải kỹ, vào chương trình. Ta chuẩn bị kỹ lắm. Để cho thấy đàn gái thấy là đàn trai rất là chân tình đó. Chân tình. Nghiêm đó. Túc. Ba cái giấy nha, nhớ giao cho đàn gái giữ luôn đó. Tôi không có cần em cái này. Em còn cái giấy gửi ngân hàng, tôi gửi luôn cho anh luôn đi. Đó, cái đó dạ, thì tôi giữ. Chút đưa vậy đó. Vậy em mong muốn cái người bạn gái em phải làm sao? Thì em chỉ mong muốn kiếm được một cái bạn nữ nghiêm túc, hiểu và chia sẻ với em. Em nuôi con một mình từ lúc con mấy tuổi? Dạ hơn 3 tuổi chút rồi. Tại sao lại ở với em mà không ở với mẹ? À, tại lúc ra tòa thì em giành quyền nuôi con. Nếu mà tỷ dụ bây giờ em có vợ mới á, thì cháu nó có sốc không? Em có sợ con nó sốc không? À, thật ra thì không đâu chị. Tại vì em lúc em đi đăng ký chương trình này tham gia đó thì cháu nó ở nhà cứ mở tivi cứ canh coi riết à. Hỏi chừng nào tới ba rồi con chưa thấy ba lên tivi dậy này kia nọ. À vậy đó hả? Ảnh nói thực ra là chỉ cần thương con của ảnh thôi. Đứa nào em thì thích con nít. Ở nhà thì những mấy đứa cháu của những người chị và người anh của em thì hầu như là em nuôi không à. Chị vấn đề đó thì chắc không vấn đề. Bây giờ em có muốn cái người bạn trai của mình phải đẹp trai giống ai không? Em thì thích cái mẫu hình giống như là anh Quyền Linh á. Cái tính ảnh thì giản dị, rồi nói chuyện thì khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn. Có chín chắn không vậy? Dạ, lâu lâu nó khét luôn. Lâu lâu cũng khùng chút xíu. Chị nghĩ là bạn bên đây tay mời nha tranh. Gái để đây cưng. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Xin chào Quỳnh Linh và chị Hồng Vân cùng bạn nữ bên kia. Chào em. Em tên là Đoàn Phi Hải, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Hải? Công việc của công ty em ở Nhà Bè. Dạ em sinh ra và lớn lên ở Thủ Đức. Rồi còn em? Em tên là Phạm Thị Kiều Anh, năm nay em 35 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kế toán ở một công ty chuyên về cung cấp phân phối xi măng á. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận em mấy? Làm, em làm ở Thủ Đức ạ. Dạ. Đúng quê bạn trai luôn ha. Gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Bạn gái, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng, sống rất chân thật. Điểm yếu của em là có lẽ là sợ sâu. Sợ con sâu thì sợ con gì nữa không? Mau quên hả? Dạ, mau quên. Em có sợ con gì không? Em thì tính cách của em thì cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, hài hước lắm. Nhưng mà lên đây nãy giờ không dám hài. Thoải mái đi. Rồi điểm yếu là sợ rắn, các loài sợ con rắn. Dạ. Bên kia sợ con sâu. Nói chung là các loài động vật bò sát và không chân thì nhìn sợ lắm. Thêm một cái điểm nữa thì là trí nhớ cũng hơi tốt, nhưng mà thường thì em chỉ quên những gì mà em không nhớ thôi. Còn có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không cưng? Dạ có, vậy em có hút thuốc cũng biết uống bia. Tại công việc mình cũng phải dạ, có lầy không? Dạ không chị, dạ không chị. Bên đàn gái đường tình duyên sao rồi? Lúc trước thì em có hai mối tình. Mối tình đầu thì là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em cũng quen được gần 2 năm. Anh đó là ở gần nhà, mai mối cho nhau. Và cái bữa đó thì tụi em cũng đi uống cà phê. Thế là em cũng thấy ảnh được rồi em cũng quen. Xong rồi thời gian quen nhau á, thì mới đầu thì em tin tưởng ảnh lắm. Thời gian sau em mới thấy ảnh ngày càng thay đổi. Em không có hỏi nhưng mà kiểu như vô tình thôi.
mình thấy một cái tin nhắn nói là cái người con gái đó đang có thai, thì anh đó hỏi là như thế nào. Cái xong rồi người con gái đó có thai rồi thì em chấp nhận chia tay để cho ảnh đến với người đó. Dạ. Tức là em là người chấp nhận rút lui trong cái mối tình tay ba này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu năm rồi? Chia tay được 4-5 năm rồi chị. Tức là có vẫn vơ người nào chưa? Thì em cũng có quen một anh, nhưng mà anh đó là người nước ngoài, ảnh là người Ấn Độ. Nói chung là em với anh đó thì do cái phần địa lý với lại cái ngôn ngữ không có thể đến được với nhau, cho nên hai đứa chia tay. Em trai, mấy mối tình rồi? Chia sẻ thật là em trải qua được 2 mối tình. Thì mối tình đầu là mối tình thời lúc còn đi học. Mối tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Thì ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Con em đây học lớp 3, đang chuẩn hiện tại là đang thi lên lớp 4. Ủa vậy là nó ở với hả? Em hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em gà chồng nuôi con. Trai hay gái? Dạ anh trai ạ. Bạn gái có ngại ngùng khi bạn trai đã có gia đình rồi chưa? Dạ không ạ. Tại vì quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Rồi vậy tốt rồi. Em nghĩ cái người bạn của em tiếp theo đây thì sẽ phải như thế nào? Em cần một người đàn ông là thật thà, tôn trọng nhau rồi. Anh Linh muốn hỏi gì kìa? Dạ, chào anh. Đàn trai đẹp trai cũng có trải qua lần đò rồi, nhưng mà ảnh cũng sâu sắc lắm. Nãy giờ nói chuyện em biết rồi đó. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích cái tính không sạch sẽ. Anh này sạch sẽ lắm, lúc nào cũng mặc quần trắng áo trắng, không quần đen chứ quên. Rất là sinh viên. Em có giấy tờ ly dị chưa? À, dạ có, em có chuẩn bị đi. Đưa anh coi coi. Chị Hồng Vân ơi, gửi giúp giùm em. Đây có mộc đỏ đàng hoàng nha. Giấy tình trạng xác nhận tình trạng ly hôn. Phiếu lý lịch, trời đất ơi, xác minh không có tiền án tiền sự luôn. Mà em kỹ ghê luôn á. Thực ra khi mà giấy thứ ba là không có thiếu nợ luôn nè. Người ta đã lên chương trình này, người ta phải tin tưởng kỹ, vào đàn chương trai trình. Ta chuẩn bị kỹ lắm để cho thấy đàn gái thấy là đàn trai rất là chân tình đó, chân tình nghiêm đó. Túc ba cái giấy nha, nhớ giao cho đàn gái giữ luôn đó. Tôi không có cần em cái này, em còn cái giấy gửi ngân hàng, tôi gửi luôn cho anh luôn đi. Đó cái đó dạ, thì tôi giữ chút đưa vậy đó. Giờ em mong muốn cái người bạn gái em phải làm sao? Thì em chỉ mong muốn kiếm được một cái bạn nữ nghiêm túc, hiểu và chia sẻ với em. Em nuôi con một mình từ lúc con mấy tuổi? Dạ hơn 3 tuổi chút rồi. Tại sao lại ở với em mà không ở với mẹ? À, tại lúc ra tòa thì em giành quyền nuôi con. Nếu mà tỷ dụ bây giờ em có vợ mới á, thì cháu nó có sốc không? Em có sợ con nó sốc không? À, thật ra thì không đâu chị. Tại vì em lúc em đi đăng ký chương trình này tham gia đó thì cháu nó ở nhà cứ mở tivi cứ cành coi riết à. Hỏi chừng nào tới ba rồi con chưa thấy ba lên tivi dậy này kia nọ. À vậy đó hả? Ảnh nói thực ra là chỉ cần thương con của ảnh thôi. Đứa nào? Em thì thích con nít. Ở nhà thì những mấy đứa cháu của những người chị và người anh của em thì hầu như là em nuôi không à. Chị vấn đề đó thì chắc không vấn đề. Bây giờ em có muốn cái người bạn trai của mình phải đẹp trai giống ai không? Em thì thích cái mẫu hình giống như là anh Quyền Linh á. Cái tính ảnh thì giản dị, rồi nói chuyện thì khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn. Có chín chắn không vậy? Dạ, lâu lâu nó khét luôn. Tao lo cũng khùng chút xíu. Chị nghĩ là bạn bên đây á, là cũng có được khoảng 80% giống như anh Quyền Linh rồi đó. Ừ, nên em đi với ai? Sếp của em với lại đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Dạ em kính xin chào ban biên tập chương trình cùng chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý khán giả. Em tên Hồng, đó là sếp của anh. Em có đôi lời nhắn với anh. Thì đối với anh này á, thì thật sự chị thấy về ngoại hình đó thì cũng như theo cái nhu cầu của em là anh Quyền Linh thôi. Dạ không có nhiều. Về nhan sắc, về tính tình, về sự hiền dịu và cái nụ cười nữa. 10 điểm, cái điểm yếu của anh thì có thể anh hay tin người, sống hay cảm xúc một xíu. Thì sau này mà lỡ em với anh có bấm nút á, thì có gì nhờ em bên cạnh và chia sẻ động viên anh nhiều hơn. Trời ơi, hay quá. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với người anh họ của em ạ. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em là anh của Đoàn Hải. Anh thấy bên đây cũng được. Nhưng mà vấn đề của Hải lỡ một đời rồi đó. Dạ. Nó có đứa con rồi, em có chịu chấp nhận không? Dạ, không sao anh. Dạ, anh cảm ơn em.
thôi hai em cũng cố gắng cho nhau cơ hội đi để tiến tới xa hơn ha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Nhà trai nhà gái gì cũng rất là chân tình đó. Thôi bây giờ mở rào đi. Hãy nói chuyện với nhau thoải mái để cảm nhận nha, để hiểu nhau. Quay lại anh. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Chào em. Thì từ nãy giờ giao lưu nói chuyện nhưng mà chưa gặp mặt thì tặng quà đi kìa. Dạ, em vừa định nói luôn, chị nhắc, cảm ơn chị. Đứng lên tặng quà đâu. Cho anh gửi em cái món quà nhỏ, còn quà gặp mặt. Dạ, cảm ơn. Mở ra đi con. Em có thể mở được liền không? Được, được, được. Một cái bộ đồ thôi. Có kèm theo một cái lá thư. Đọc luôn nếu đó mà... chứ. Thôi để nhờ em đọc chứ. Rung quá. Dạ. Em đọc đi, chương trình không có gì giấu giếm á. Có... cái ấn tượng đầu tiên á, ví dụ như cái màu sắc cũng nói lên tính cách của em hiểu không? Đó đây nè, rất là dễ thương nè, đó. Tôi nghĩ là vừa đó Linh. Trời ơi, sexy vậy luôn á hả? Kính rồi mà. Ở dưới ngắn vậy luôn á hả? Có quần sọt mà chị. Tức là em, nói chung là bạn này á, thông qua vậy là thấy bạn cũng thoáng á nha. Chứ bạn không có khó khăn gì nhiều không đâu he. Dạ. Yên tâm he. Ủa cái đó cái áo hay cái quần vậy? Áo quần sọt này, cái đầm mà đầm sọt á Linh. Đó. Rồi đọc đi, đọc cái thơ đi. Đọc cái giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên, nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã, cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực, một cái ôm giúp tôi vững bước và biết rằng mình vẫn được yêu thương. Hy vọng hôm nay tôi sẽ tìm được người đó. Em có thể ôm anh được không ạ? Trời ơi, ôi trời ơi, đây là tặng quà nè, tặng. Đây là món quà em tự tay làm tặng anh. Em có thể ôm anh cái thấy tự nhiên nó ấm áp làm sao? Quay qua đây nè cưng, quay qua đây nè. Quay qua đây là anh ôm đó. À, rối, rung thành ra là rối và không biết gì nữa. Rồi thôi hai đứa tự nói chuyện, tự cảm nhận đi. Cái khoảng thời gian làm việc của anh thì như thế nào anh hả? Hiện tại công việc của anh thì 50% là ở văn phòng, 50% thời gian còn lại là ở thị trường. Cái công việc của anh là điều phối chuyển phát, thì cũng làm giờ hành chánh thôi, nhưng mà có cái thì anh hiện đi rất là xa, ở Thủ Đức xuống Nhà Bè thì xong rồi chiều về thì lại kẹt xe thì nó hơi lâu, về hơi trễ. Thì nếu mà được, nếu mà mình có đến với nhau được thì cũng mong em đừng có nghĩ là anh đi chơi về trễ. Khoảng thời gian anh chăm sóc con á thì em cảm thấy nó có khó khăn không? Lòng thì nó cũng có một cái gì đó cũng khó, nhưng mà cũng nhờ mẹ, bà nội của cháu á. Quan niệm trong tình yêu của anh thì như thế nào anh? Quan điểm của anh thì chỉ là yêu là để cưới chứ không phải là yêu để đó. Còn khi nào cưới thì phải tùy vào đối phương nữa. Dạ. Anh có điều gì hỏi em không? Không em. Đợi không. Dạ, giờ hết biết hỏi gì chứ. Rồi em tính sao? Tính là về ở chung nhà em hay là hai đứa mướn nhà hay như nào? Em phải nói chứ. Hỏi đi. Hiện tại thì sau khi ly hôn thì anh đã bán nhà ở Thủ Đức. Anh giờ nhà anh là ở Phú Giáo, Bình Dương, rất là xa. Nếu mà thì thỉnh thoảng thì khoảng trung bình khoảng ngày nghỉ, những ngày anh không đi làm á, ngày nghỉ anh sẽ về thăm con. Thì không biết cái khoảng cách địa lý Bình Dương gì với Thủ Đức thì nó rất là gần, nhưng mà khoảng cách địa lý giữa nhà anh với lại Linh Chiểu thì nó hơi xa. Thì không biết là em có một cái suy nghĩ gì hay là trở ngại gì hay không? Dạ không, thì ở Bình Dương thì nó cũng không xa lắm, chỉ cần là nơi đó có tình yêu, nơi đó là bình yên rồi. Ok, cảm ơn em. Rụng tim chết. Nghe là rụng nụ luôn. Bây giờ em chốt lại câu là trong lòng em thấy thế nào với cô gái? Dạ rất là nhìn cổ nè, hợp với những cái suy nghĩ của em. Để tay vào nút bấm đó các bạn. Đây đây, vòng qua đây bé. Hỏi lại con tim của mình xem vấn đề có thật sự cảm giác một nửa yêu thương của mình thì chúng ta bấm nút nào.
Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Wow, hay quá, hay quá. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn em. Ở đây thật sự mà nói, cô gái cũng rất là dễ thương, sẵn sàng như anh nói, đồng cảm, chia sẻ, cảm nhận. Chàng trai rất là thật tình ha. Trước mặt chúng ta sẽ là gia đình của cô gái và tất cả mọi người. Em nói điều gì đi. Dạ thì em cũng không phải là cái tiếp người gọi là ngôn tình cho nhiều. Thì em cũng xin phép nói một cái câu chân tình. Anh có thể mất việc, anh đi phù hộ, nhưng anh sẽ không phụ em. Ôi ôi, trời ơi, trời ơi. Nói câu nè, nói câu cảm xúc của lúc khi nghe câu đó sao nè. Hy vọng là cái điều đó anh luôn giữ lời hứa. Hôn, hôn nụ hôn đầu tiên đi. Cho anh xin phép. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm đẹp đó, hãy giữ tất cả những gì mình đã nói ra và cố gắng nỗ lực nha. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây, giữ lấy hoa sen tinh khiết như tình yêu của hai đứa. Để em cầm cho. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Mau báo tin vui nha. Mau báo tin vui nha. Chúc xuống nắm sao anh chứ giờ không nắm được rồi. Cho dù có bao nhiêu đi nữa cũng tìm cách phải nắm tay nhau. Ông này ông hay làm khó người ta dữ lắm. Đó, phải có cách chứ. Rồi em nắm đi. Đừng vì vật chất mà buông tay ra. Không, em nắm tay nè. Cỡ nào cũng được mà. Cỡ nào cũng phải nắm hết đó. Thưa quý vị, bạn mới hò, mỗi câu chuyện có màu sắc khác nhau, mỗi câu chuyện có những cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi không thể kềm nổi những cảm xúc đó. Tôi muốn nói thật nhiều, Nhưng thời gian có hạn. Tạm gác lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần